Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when hello anh em, chào mừng em quay trở lại kênh Tâm Mộng Đã Thơ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một vị tướng mới sắp sửa ra mắt tại máy chủ Liên Quân Việt Nam nhá. Vị tướng này thì có 4 kỹ năng anh em ơi, cực kỳ là bá đạo luôn. Được rồi, mình sẽ lên cấp content và lên cấp bản thân để cho nó có thêm một chút chống chịu thì cho anh em xem nó lâu hơn nhá. Ok này, thì nói sơ qua về cái nội tại của vị tướng này một chút. Cái nội tại của vị tướng này thì khi mà anh em hạ gục được tướng địch thì nó sẽ có một điểm nội tại hạ gục nhá. Đây mình sẽ làm cho anh em xem. Đó, khi mình giết được thêm ý, mình giết được thêm thì nó sẽ có một cái điểm nội tại hạ gục này giống như kiểu của Triệu Vân này anh em ơi. Ôi, từ từ anh em ơi, bây giờ mình quên mất không phải bắt tử anh em ơi. Đợi tí mình bật vô địch này. Ok nhá. Khi mà anh em hạ gục được tướng địch nhá thì anh em sẽ có một điểm nội tại. Nhưng mình bây giờ đang có một điểm nội tại này anh em ơi. Mình sẽ giết thêm con thiên này nữa để mà lấy thêm điểm nội tại nhá. Thế là sẽ có 3 điểm nội tại. Và đặc biệt ở cái vị tướng này là nó có 4 skin nha anh em ơi. Mình sẽ tắt cái vô địch đi và sử dụng skin thứ 4 cho anh em xem. Khi mà sử dụng skin thứ 4 thì cái vị tướng này sẽ bị chết tại chỗ nha anh em ơi. Một skin tự sát cực kỳ là buồn cười luôn. Một cái chết cực kỳ là vô nghĩa. Nhưng mà khi mà anh em mà nói như nào nhỉ? Khi mà anh em có đủ 7 điểm nội tại để mà hạ gục đối phương rồi ấy thì anh em hồi sinh được ngay tại chỗ nha. Khi mà anh em sử dụng cái chiêu tự sát đấy, nếu mà có đủ 7 điểm nội tại hạ gục đối phương thì anh em sẽ được hồi sinh ngay tại cái điểm đã chết. Ok nhá, mình sẽ cố gắng hạ gục thêm vài mạng nữa. Ấy, từ từ. Và cái vị tướng này có một cái skin nữa cũng khá là hay mà mình nghĩ là lên giới thiệu cho anh em nhá. Anh em nhìn mình đang ít máu nhá, đợi chút để mình bật hồi skin cái anh em ơi. Ok luôn này. Anh em nhìn thêm đang nhiều máu nhá, mình sử dụng chiêu cuối này. Hút một phát này. Đó, thì thêm lại mất một đồng máu anh em thấy không? Và khi mà tướng địch mà đang ít máu hơn mình thì anh em hút một phát thì là tướng địch sẽ được hồi máu. Mà khi mà tướng địch nhiều máu hơn mình thì anh em hút thì là mình sẽ được hồi máu, anh em hiểu không? Ok. Và đây chính là cái phần quan trọng nhất. Khi mà anh em đã có đủ 7 điểm nội tại như mình đang có rồi đây, mình sẽ đứng ở đây sẽ làm nhá. Mình sẽ tắt vô địch đi. Ok rồi thế ơi, trời ơi. Mình sẽ chạy ra tự sát này. Ôi, tự sát ở trạng thái này thì nó sẽ được hồi sinh ngay tại chỗ nha anh em ơi. Nhưng mình vừa làm ấy, còn là khi mà anh em sử dụng xong rồi thì tất nhiên là tự sát phát này thì nó sẽ không còn được hồi sinh nữa anh em ơi. Anh em có thể thấy là sát thương của phụ lộ cực kỳ là đau luôn. Nhưng mà đối với những cái chết nắng xẹt như thế thì trừ khi là mấy ông là đang gọi là hấp hoài và không có đường chạy thì hãy dùng nhá. Và khi mà vị tướng này đứng im thì nó sẽ được vào trạng thái tàng hình nha anh em ơi. Nói về một chút về cái trạng thái tàng hình này thì mình phải nói về chiêu 2 trước. Chiêu 2 của nó là thay đổi vũ khí nha anh em ơi. Nói về trạng thái đánh thường cận chiến thì cái skin của vị tướng này có hai trạng thái, một là đánh thường, hai là cận chiến. Ở trạng thái cận chiến thì gây thêm 6% đạn máu đã mất của mục tiêu thành sát thương vật lý và hút 200 máu cộng 800 sát thương vật lý giảm lửa hiệu lực đối với những mục tiêu không phải tướng nha. Còn đối với tướng đánh xa, mỗi đòn đánh thường sẽ tiêu hao 4% máu hiện tại của bản thân và gây thêm 135 cộng 600 sát thương vật lý, đồng thời khiến mục tiêu bị dính huyết ấn trong 10 giây. Kích hoạt đánh xa sẽ khiến tất cả huyết thanh trên kẻ địch bị triệu hồi thành máu nha. Ok này, thì bây giờ mình đang ở hiện trạng thái đánh xa nhá. Mình sẽ đi vào trạng thái tàng hình cho anh em xem. Đó, khi mà anh em ở trạng thái tàng hình như này này. Ok nha, mình sẽ làm lại đây. Khi mà anh em ở trạng thái tàng hình thì kẻ địch sẽ không thể nào thấy được anh em, trừ khi là mua nhẫn thập phong thần hoặc là mắt của Esu. Và anh em đứng im thì nó sẽ tự động công kích những kẻ địch xung quanh nha. Nhưng mà những cái công kích này sẽ bị tiêu hao máu của bản thân này anh em ơi. Đây là ở trạng thái đánh xa nha. Còn mình sẽ quay sang chuyển sang trạng thái đánh cận chiến. Khi mà anh em sử dụng trạng thái cận chiến mà anh em tàng hình như thế này thì là nó sẽ được hồi máu nha. Mình xin nhắc lại là nó sẽ được hồi máu theo thời gian nha. Ok này. Và những cái đòn đánh tay của vị tướng này ở trạng thái cận chiến thì nó đều được hồi máu và hút máu như kiểu của Lữ Bố nha anh em ơi. Ok, mình sẽ làm mẫu cho anh em xem. Mình sẽ để trụ bắn nha. Ấy, từ từ, để trụ bắn một chút hẳn. Mình sẽ để trụ bắn và chạy ra ngoài kia để hướng dẫn anh em. Ok này. Và anh em có thể thấy là máu của mình đã gần cạn rồi nhá. Mình sẽ chém con quái này.
Từ từ, không mấy ông lại kêu là thằng này có bảng ngọc hút máu. Ok, mình sẽ không xài đồ hút máu nữa nhá. Ở đây sẽ toàn là những cái đồ sát thương thôi. Ok này, anh em có thể thấy mình chém một phát đều cộng được cộng hơn 600 máu này. Đó. Ở khi ở trạng thái đánh xa thì nó lại có một cái cực kỳ là hay luôn. Ok nhá, mình sẽ làm mẫu lên con rơi này cho anh em xem. Anh em đánh thường thì nó sẽ tích được những cái điểm nội tại khi mà anh em bắn vào con quái đó. Và khi mà con quái chết thì nó sẽ bắn lại những cái thanh kiếm đấy vào người anh em và nó sẽ được hồi một lượng máu nhá. Ok này, mình sẽ bắn vào thêm cho anh em xem. Nhưng mà ở cái trạng thái đánh xa này thì nó có một điểm yếu rất là chí mạng luôn. Đó chính là mỗi phát đánh của anh em đều bị rút máu nha, rút tầm 4% máu tối đa của bản thân luôn. Cực kỳ là thốn, nhưng mà sau khi mà giết được tướng địch hoặc là chuyển sang cái trạng thái cận chiến khi mà chưa giết được kẻ địch, đây mình sẽ làm máu cho anh em xem. Ok nha, anh em nhìn này. Đó thì là khi mà anh em chuyển sang trạng thái cận chiến thì nó lại quay trở lại một đống máu đấy về cho anh em nhé. Ok này, thế chạy làm gì trời. Hồi máu được cả cho tướng địch luôn anh em ơi. Một cái skin mình nghĩ là khá là hay luôn. Anh em đợi mình chút để mình sẽ làm lại cho anh em xem nhé. Mình sẽ cho con thê này đứng yên vậy. Ok nhá. Mình sẽ chém cho thê gần chết nhá. Được rồi, lại. Hồi máu cho thê này, anh em thấy cái chiêu cuối của vị tướng này cực kỳ là bóp luôn. Vì sao nào? Mình sẽ giải thích một chút. Khi mà tướng địch còn ít máu hơn bản thân mà bản thân lại sử dụng cái skin cuối vào tướng địch thì tướng địch sẽ được hồi máu nhá. Còn nếu mà bản thân mà ít máu hơn tướng địch thì bản thân sẽ được hút máu của tướng địch về phía mình nhá. Cực kỳ là khó hiểu đến từ cái vị tướng này luôn anh em ơi. Và đến mình còn chả hiểu được nữa cơ mà. Ok này, thế lên đi thế ơi, trời ơi. Chủ bắn bất tử thế này chết làm thao được. Hình như con thê này con đồ của đấy sao không ạ. Ok này, tôi sẽ tắt cái vô địch này đi để làm mẫu cho mấy ông xem. Khi mà tôi gần hết máu nhá. Ok nhá, gần hết máu nhá. Tôi hút này. Hút. Đây là tôi tắt bất tử nha, không phải tôi xài bất tử đâu. Ây đau quá. Phát đấy trụ tế đàn bắn đau quá trời à. Ây từ tí nữa là chết rồi anh em ơi. Ok này, thì mình sẽ làm mẫu khi mà anh em còn ít máu này thì mình sẽ đứng gần vị tướng thêm này nhá. Mình sẽ rút hết máu của nó về bản thân mình này. Ây từ thêm đứng ít cái coi. Ok nha, mình sẽ cho con thêm đứng ít cái không nó chạy nhanh quá trời. Mình sẽ hút máu của thêm về phía bản thân nha. Ây sao hút được nhá, lát à trời. Hay là do mình bật vô địch à? Có lẽ mình sẽ tắt cái vô địch này tạm đi vậy. Ok nha, có lẽ mình sẽ tắt tạm cái vô địch này đi anh em ơi. Đâu rồi, thế nên đi bạn ơi. Ok nha, bây giờ mình sẽ làm máu lại nha. Mình sẽ tiếp tục hút máu của thêm về phía bản thân nha. Chạy nhanh quá trời à. Đấy, anh em thấy có thể thấy cộng được hơn 3k máu đấy. Khá là hay đến từ cái nội tại này luôn, mình đánh giá rất là cao. Và chiêu tự sát lại còn chưa kịp tự sát ăn ngay cái choáng. Anh em có thể thấy cái vị tướng này có cái chiêu tự sát cực kỳ độc và lạ luôn, hồi sinh rất là nhanh. Bởi vì mà làm sao mà lại có cái chiêu tự sát này, mình khuyên anh em là đừng nên sử dụng cái chiêu tự sát này, trừ khi là những cái trường hợp bất đắc kỳ tử nhá. Còn không thì mình khuyên anh em là không nên sử dụng cái chiêu tự sát này đâu, vì là nó sẽ giết bản thân trước khi giết kẻ địch. Ok, trừ những cái khúc đường cùng mà không còn cái nào chạy nữa thì anh em hãy sử dụng nhá. Nói một chút về chiêu thứ nhất của vị tướng này, lướt thì nó sẽ lướt đến vị trí chỉ định. Sau khi hạ xuống thì lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông nha. Để mình sẽ làm xem nha. Đây mình đang chạy đi, mình sẽ lướt một cái tiến vào trạng thái ngủ đông luôn này anh em ơi. Và sau khi tiến vào trạng thái ngủ đông thì không di chuyển sẽ bản thân sẽ được tàng hình và nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 7m xung quanh. Dưới trạng thái cận chiến thì mỗi giây sẽ được hồi 6% máu, đồng thời đòn đánh thường kế tiếp sẽ chuyển sang đột kích. Sát thương gây cho những kẻ địch trên đường lướt sẽ được cộng thêm công vật lý nha. Còn đối với trạng thái đánh xa thì vị tướng này sẽ mỗi giây nhận được 4% mỗi giây sẽ bị trừ 4% máu anh em ạ. Ây khá là bất lợi nha. Mình sẽ sử dụng cho nào, xem đúng là mỗi giây bị trừ 4% máu không. Ây đúng thật, mỗi giây trừ 4% máu nhưng mà sẽ tấn công kẻ địch xung quanh anh em ạ. Nhưng đồng thời sẽ thi triển huyết ấn và làm gây sát thương với những tướng hoặc là quái rừng xung quanh nha. Cái này là còn có lợi và có bóp anh em ơi, cực kỳ là khó chịu luôn. Mình có lẽ mình sẽ bắt cái vô địch cho thêm, nhưng mà cho thêm đứng yên cái xem nào. Mày là mày nhảy hơi nhiều đấy. Ok nha, mình sẽ đánh thường liên tiếp rất nhiều và thêm rồi mình sẽ chạy ra một khoảng cách khá là xa nhé. Ok, mình được 18 này. Hình như là tích huyết ấn tối đa chỉ được 18-20 thôi à. 18 tầm 20 phát thôi anh em ạ. Ok này, hút về bản thân này, chuyển sang trạng thái đánh thường, anh em có thể thấy là dù anh em có đi xa đến đâu thì nó vẫn bay về phía bản thân thôi anh em ơi. Cực kỳ là hay luôn. Ok nha. Cái skin của vị tướng này mình thấy là nó có cái điểm khá là đặc biệt đấy anh em ơi. Ok này,
tắt thêm cái vô địch thì nữa, mà sao nó cứng quá trời quá đất à. Và anh em nhớ một điều chơi vị tướng này duy nhất thôi, đó chính là nếu mà cái địch đang còn thấp máu thì đừng có sử dụng chiêu cuối nha, không thì nó sẽ đầy máu đấy. Và điều cuối cùng thì nếu mà anh em thấy video clip này của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh mình nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá.